Sau đây tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Tiến Lực, Phó Chủ tịch lâm thời Hội đồng Phòng Nguyễn Hải Phòng, đến báo cáo kết quả vận động thành lập Hội đồng Phòng Nguyễn Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa các bậc trưởng lão, kính thưa toàn thể đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày tóm tắt quá trình thành lập Hội đồng Phòng Nguyễn Việt Nam tại Hải Phòng. Kính thưa đại hội, Hội Nguyễn Việt Nam là dòng họ lớn nhất của chúng ta. Theo bách khoa toàn thư năm 2011 chiếm khoảng 42% dân số Việt Nam, và theo tạp chí Forbes giáo dục phái năm 2015 tổng hợp Hội Nguyễn Việt Nam xếp thứ tư trong top 10 hội bảo hộ phổ biến nhất trên thế giới. Nhằm tôn vinh và bảo tồn Hội Hội Nguyễn và để tập hợp những người con Hội Nguyễn, Hội đồng Hội Nguyễn Việt Nam đã được thành lập vào năm 2014 và đã trải qua được hai đại hội, và tại một số tỉnh thành đã có Hội đồng Hội Nguyễn tại từng ngành đó. Tuy nhiên, tại Hải Phòng vẫn chưa có một tổ chức chung của Hội Nguyễn. Các chi hội có hội đồng của chi hội mình, trong khi đó hầu hết các dòng họ khác tại Hải Phòng như họ Lê, họ Phạm, họ Đỗ, họ Dương, họ Bạch, vân vân đều có tổ chức có dòng họ của mình. Trước tình hình đó, vào năm 1918, một số người con của Hội Nguyễn có chung một tâm nguyện thành lập Hội đồng Hội Nguyễn Hải Phòng. Từ đó, ban vận động thành lập Hội Nguyễn Hải Phòng ra đời. Ban đầu tập hợp được trên 20 thành viên, và ông Nguyễn Tiến Lực được giao cử làm trưởng ban vận động, ông Nguyễn Minh Chí được cử làm phó ban vận động, ông Nguyễn Văn Phong, ông Nguyễn Văn Kỳ và anh Nguyễn Duy Cường là ủy viên. Hàng tháng ban vận động đã họp tại số 71 Trần Khánh Dư để đề ra phương hướng hoạt động phát triển hội viên và thành lập vận động thành lập hội đồng Hội Nguyễn Hải Phòng. Kính thưa đại hội, để phù hợp với sự hoạt động của ban vận động Hội Nguyễn, năm 2020 ban vận động Hội Nguyễn Hải Phòng đã tiến hành họp tại số 7/200 Văn Cao, đã nhất trí thành lập hội đồng lâm thời và cử ra ban chấp hành lâm thời hội đồng Hội Nguyễn Hải Phòng, bao gồm một ông Nguyễn Xuân Sang, nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy, nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy làm chủ tịch lâm thời; hai ông Nguyễn Tiến Lực làm phó chủ tịch; ba ông Nguyễn Minh Chí làm ủy viên thư ký; và bốn ông Nguyễn Thiên Cường ủy viên. Nhưng sau trong thời gian này do đại dịch Covid đang nên hoạt động của ban vận động bị chững lại. Sau khi đại dịch đã đi qua, vào ngày 23/10/2021, ban chấp hành lâm thời Hội Nguyễn Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tại số 635 Ngô Gia Tự, và ông Nguyễn Văn Hưng đã tạo điều kiện cho hội đồng lâm thời Hội Nguyễn có văn phòng tại trụ sở này. Tại hội nghị đã đề ra các phương hướng hoạt động và quyết tâm tổ chức đại hội hội đồng Hội Nguyễn Hải Phòng, và cũng tại hội này đã kiện toàn ban lãnh đạo của hội đồng lâm thời, bao gồm một ông Nguyễn Xuân Sang làm chủ tịch lâm thời, hai ông Nguyễn An Hưng làm phó tỉnh thường trực, ba ông Nguyễn Tiến Lực làm phó tỉnh, bốn ông Nguyễn Việt Tiến làm phó tỉnh, năm ông Nguyễn Minh Chí phó tỉnh kiêm tổng thư ký. Kính thưa đại hội, ban vận động và sau này là hội đồng lâm thời Hội Nguyễn đã tích cực tham gia các hoạt động của hội đồng Hội Nguyễn Việt Nam, như tham gia các hoạt động của câu lạc bộ doanh nhân Hội Nguyễn Việt Nam, câu lạc bộ tuổi trẻ Hội Nguyễn Việt Nam, đã thành lập đoàn đi dự đại hội Hội Nguyễn của các tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh thành khác. Đặc biệt, đoàn đại biểu Hội Nguyễn Hải Phòng đã tham dự đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Nguyễn Việt Nam lần thứ 2 tại tỉnh Bắc Ninh vào tháng 12 năm 2019. Và tại hội đại hội đó, ông Nguyễn Tiến Lực đã được bầu vào ban chấp hành trung ương hội đồng Hội Nguyễn Việt Nam, ông Nguyễn Minh Chí được bầu vào làm phó ban truyền thông của hội đồng Hội Nguyễn Việt Nam, anh Nguyễn Duy Cường đã được cử làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân trẻ Hội Nguyễn Việt Nam. Mặt khác, ban vận động hội đồng Hội Nguyễn thành phố Hải Phòng còn tích cực tham gia vào các hoạt động của các chi hội tại Hải Phòng, như dự các lễ giỗ tổ của các chi hội Nguyễn tại Dương Kinh, Bình Nguyên, Lê Chân. Các thành viên trong ban vận động như Nguyễn Xuân Nam đã tổ chức phát gạo cứu trợ hàng tháng cho bà con Hội Nguyễn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt với gần 2 tấn gạo trên một tháng, và từ năm 2019 đến nay đã với tổng số là gần 40 tấn gạo trị giá hơn 500 triệu đồng. Tổ chức thăm viếng các hội viên và thân nhân của hội viên qua đời, ban vận động Hội Nguyễn Hải Phòng đã kết hợp với câu lạc bộ văn thơ và cuộc sống đã tổ chức cuộc thi viết chuyện ngắn về tình cha với sự tài trợ của Nguyễn Xuân Nam. Tham dự hội đồng hội nghị hội đồng các dòng họ Việt Nam tại Hải Phòng, và từ ngày 23/10/2021 đến nay, ban chấp hành hội đồng lâm thời và Nguyễn Hải Phòng đã vận động phát triển hội viên và tổ chức nhiều cuộc họp mở rộng nhằm chuẩn bị cho các bước tiến hành đại hội hội đồng Hội Nguyễn Hải Phòng, như xây dựng dự thảo điều lệ và các văn kiện chỉnh đại hội, cũng như công tác nhân sự, cơ sở vật chất và tiến hành đại hội. Đặc biệt, vào ngày 4/6/2022 đã thành lập và ra mắt câu lạc bộ doanh nhân Hội Nguyễn Hải Phòng do ông Nguyễn Tiến Hành làm chủ nhiệm câu lạc bộ.
Và từ đó đến ngày hôm nay chúng ta đã đủ điều kiện hoàn thành cao các công việc đề ra với sự có mặt của hơn 100 hội viên đã tiến hành tổ chức đại hội đại biểu Hội đồng Họ Nguyễn Hải Phòng lần thứ nhất. Kính thưa đại hội, trên đây là toàn bộ báo cáo quá trình thành lập Hội đồng Họ Nguyễn Hải Phòng. Xin trân trọng cảm ơn, xin chúc đại hội thành công tốt đẹp.